Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 17 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy ý kiến vào dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên giải ngân vốn vay hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Học sinh tỉnh Hưng Yên hoàn thành đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10. Công an huyện Kim Động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu về tình hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, huyện Khoái Châu đã kiến nghị đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh có giải pháp hỗ trợ huyện Khoái Châu xử lý triệt để những khó khăn vướng mắc về các khu cụm công nghiệp, quan tâm hỗ trợ Khoái Châu về nguồn lực và thu hút đầu tư để phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A đối với những trường hợp vi phạm đủ điều kiện xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở có thu tiền theo quy định pháp luật đến đất đai hiện hành. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã trả lời những ý kiến kiến nghị của huyện Khoái Châu, đồng thời gợi mở một số vấn đề để huyện tháo gỡ những khó khăn cũng như định hướng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới huyện Khoái Châu cần đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, sớm xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao các kết quả cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Khoái Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của huyện Khoái Châu như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế, công tác cán bộ sắp xếp kiện toàn sau đại hội và bầu cử chưa kịp thời, công tác kiểm tra giám sát chưa cao, việc giải quyết đơn thư có nơi chưa kịp thời, có nơi còn kéo dài. Công tác quản lý đất đai ở một số xã còn lỏng lẻo, xử lý chưa dứt điểm, chưa quyết liệt. Kết quả phát triển kinh tế so với mặt bằng chung của tỉnh còn thấp, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh và thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội. Nhân dân Khoái Châu là một huyện có điều kiện rất thuận lợi, ở vị trí rất thuận lợi. Và tới đây còn thuận lợi hơn nữa khi mà cái hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh của chúng ta được hoàn thiện. Không có cớ gì mà Khoái Châu đi hàng giữa. Tôi phải nói thật, Khoái Châu không thể đi hàng giữa được. Khoái Châu phải đi hàng đầu. Còn nếu mà Khoái Châu mà không đi được hàng đầu thì đấy là sự yếu kém của cấp ủy và chính quyền, trước hết là của cấp huyện. Và đấy là đồng chí đứng đầu. Tôi phải nói thật là như thế. Chúng ta rất gần các cái trục đường giao thông lớn. Để tới đây chúng ta sẽ kẹp giữa nào, một bên là đường kết nối di sản này, đường cao tốc Yên Mỹ Bến Lức này. Đây rồi đường liên tỉnh này, đường mở rộng ra cấp 3 này. Tôi nghĩ là không có cớ gì mà chúng ta không phát triển. Các nhà đầu tư thì quan tâm. Thì tôi đề nghị các đồng chí tập trung huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó trọng tâm các nguồn lực để cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ cho việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn của huyện. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế. Huyện của chúng ta phát triển dựa trên ba cái trụ cột quan trọng. Một là công nghiệp, hai là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cái thứ ba nữa là tiếp tục phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị và thương mại dịch vụ ở đây. Tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
tích cực đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tiêu thụ hàng hóa nông sản, tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện. Tôi đề nghị là tiếp tục là thực hiện quyết liệt kế hoạch 93A và chỉ thị 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiên quyết không để các công trình vi phạm mới phát sinh. Phát sinh ở đâu, tôi đề nghị các đồng chí là đối với chúng tôi là chỉ có bí thư với chủ tịch huyện. Thế còn đối với các đồng chí phải quy trách nhiệm tới cùng là các chủ tịch xã và trưởng thôn ấy. Nó phát sinh ở đâu phải có người chịu trách nhiệm ở đấy. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công do huyện, xã làm chủ đầu tư. Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai giải phóng mặt bằng đối với dự án công trình trên địa bàn huyện của chúng ta, đặc biệt là những công trình dự án trọng điểm, các công trình giao thông. Đề nghị các đồng chí quan tâm đến việc xử lý những cái điểm nóng ô nhiễm môi trường hiện nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, tăng cường phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc giám sát phản biện xã hội, triển khai các nghị quyết, quyết định bằng các chương trình kế hoạch cụ thể. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy ý kiến vào dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án luật khám bệnh chữa bệnh dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 3. Dự thảo luật gồm 10 chương 101 điều, tăng 1 chương 10 điều so với luật hiện hành. Các đại biểu dự hội nghị nhất trí đánh giá dự thảo sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung để khắc phục những khó khăn, bất cập qua thực thi luật khám bệnh chữa bệnh hiện hành. Đồng thời, cho ý kiến vào một số nội dung để hoàn thiện dự thảo luật như thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh, các chức danh nghề nghiệp cần được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, đề nghị cần có quy định về cơ chế tài chính cụ thể để huy động xã hội hóa, phát huy vai trò của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hôm nay, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Yên Mỹ về quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đã giám sát và tìm hiểu tình hình thực tế tại dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2, cụm công nghiệp Đồng Than, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại đô thị Phố Nối, dự án khu nhà ở thương mại 319, nhà máy sản xuất gia công cơ khí Hoàng Gia, nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP. Theo kế hoạch giai đoạn 2016-2021, đến nay, huyện Yên Mỹ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được trên 200 ha cho các dự án thuộc thẩm quyền chính phủ phê duyệt. Trong 183 dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt, có 90 dự án hoàn thành chuyển đổi. Tuy nhiên, còn 54 dự án chậm chuyển đổi quá 3 năm. Toàn huyện cũng còn trên 33% diện tích đất nông nghiệp chưa thực hiện được theo quy hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do còn nhiều diện tích thuộc diện thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng giữa doanh nghiệp và người dân chưa tìm được tiếng nói chung trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. Có một số doanh nghiệp thỏa thuận được với gần 100% hộ dân, nhưng chỉ còn vài hộ với diện tích sôi đỗ qua nhiều năm chưa thỏa thuận xong nên vẫn chưa triển khai được dự án, gây lãng phí, thiệt hại kéo dài. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận nhiều vấn đề khó khăn phức tạp trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng tại cơ sở. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập nhà máy Nestle Bông Sen. Sự lễ kỷ niệm có ngài Ivo Schreiber, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam, lãnh đạo một số ban, sở ngành của tỉnh. Nhà máy Nestle Bông Sen được công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam khởi công xây dựng vào năm 2016 tại khu công nghiệp Thăng Long 2.
với tổng vốn đầu tư gần 115 triệu đô la Mỹ. Năm 2017, nhà máy được đưa vào hoạt động với 7 dây chuyền sản xuất. Các sản phẩm sản xuất chủ yếu của nhà máy gồm sữa lúa mạch Milo uống liền và sữa tiệt trùng Bitman uống liền. Trong quá trình hoạt động, nhà máy Nestle Bonsen đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam đã tích cực đóng góp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh bằng tiền và hiện vật như khẩu trang và các sản phẩm dinh dưỡng Nestle với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức khóa đào tạo về bảo vệ môi trường cho gần 1.000 học sinh, trang bị cơ sở vật chất và các thiết bị thể thao để hỗ trợ thế hệ trẻ. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh vừa ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho những khách hàng đầu tiên được thụ hưởng chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, chi nhánh đã giải ngân cho 20 khách hàng vay vốn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh cũng đã giải ngân được 65 tỷ đồng các chương trình tín dụng chính sách, trong đó cho vay hỗ trợ tại việc làm duy trì và mở rộng việc làm giải ngân 40 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cho vay nhà ở xã hội 15 tỷ đồng, đạt 28,8%, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 7 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch. Hiện chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tích cực giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là các chương trình theo nghị quyết số 11 của Chính phủ nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, học sinh cuối cấp tại tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập 2022. Tỉnh Hưng Yên có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong đó, có khoảng 13.600 thí sinh đăng ký trực tuyến, còn lại đăng ký trực tiếp. Khoảng 81% thí sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét vào các trường đại học cao đẳng. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, có hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi với 737 phòng thi, tăng khoảng 2.000 em so với năm 2021. Thời điểm hiện tại, các nhà trường cơ bản hoàn thành chương trình học chính khóa và đẩy mạnh ôn tập kiến thức cho học sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 6, tháng 7 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Nhưng thầy và trò trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào đã nỗ lực đảm bảo chất lượng dạy và học, gặt hái được nhiều kết quả cao. Em Luyện Ngọc Linh, học sinh lớp 9A, là tấm gương sáng về phong trào học tập của trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào. Không chỉ là học sinh giỏi đều tất cả các môn học, vừa qua Linh còn đạt giải nhất môn ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hưng Yên. Để học tập tốt môn ngữ văn thì đầu tiên em xây dựng cho mình một cái thời gian học tập và một chương trình học tập như của trên lớp. Nhưng quan trọng nhất là em phải chủ động tiếp thu kiến thức và dành tầm 30 phút đến 1 tiếng để tham khảo những tài liệu trên mạng, tích lũy cho mình những cái lập luận vấn đề và dẫn chứng thì em phải đọc khá là nhiều sách. Em Linh chỉ là một trong 10 em học sinh trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Ngoài giải nhất môn văn, nhà trường còn đạt 2 giải nhất ở các môn tiếng Anh và sinh học. Học online thì có rất là nhiều những cái bất cập bởi vì là thầy cô với cả các bạn học sinh đều không được gặp mặt trực tiếp nhau. Nhưng mà chúng cháu đã tạo ra nhóm học tập để cùng nhau trao đổi bài và có thể các thầy cô cũng ở trong đấy và hỗ trợ chúng em nữa. Thế nên là thành tích học tập vẫn không bị ảnh hưởng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng với phương châm tạm dừng đến trường không dừng việc học, trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác vẫn duy trì tốt nền nếp dạy và học bằng nhiều biện pháp đổi mới như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên kết nối với phụ huynh và các em học sinh qua các nhóm Zalo để quản lý việc học của học sinh được tốt nhất.
vì cái đại dịch Covid-19 nên là cả thầy và trò đều gặp rất là khó khăn trong cái công việc dạy và học. Giáo viên chúng tôi cũng quyết tâm rất cao và luôn kết nối với các em học sinh, với phụ huynh học sinh để đem đến cái sự học tập tốt nhất cho các em. Do đại dịch Covid-19, việc học trực tuyến là một cái việc học rất là khó khăn đối với cả học sinh và các thầy giáo, cô giáo. Tuy nhiên, để khắc phục được cái việc đó thì nhà trường đã triển khai đến các thầy cô giáo chủ nhiệm cùng với cả ban đại diện hội cha mẹ học sinh cần phải có cái sự phối kết hợp rất là chặt chẽ, đặc biệt là trong cái việc mà quản lý cái giờ học của học sinh và nâng cao cái ý thức tự học, tăng cường cái ý thức học tập chủ động của học sinh. Những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 đang là tiền đề, động lực để trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác phấn đấu tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong những năm học tiếp theo, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học ở thị xã Mỹ Hảo. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Văn Lâm vừa phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022. Tham gia hiến máu đợt này có gần 200 người là đoàn viên công đoàn công ty, kết quả tiếp nhận được hơn 110 đơn vị máu. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị. Lượng máu tiếp nhận được sẽ kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để cứu giúp những người không may mắn thiếu máu hoặc phải truyền máu. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Kim Động cũng đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, quyết tâm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật, bảo đảm bình yên cho nhân dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, 194 cơ sở hàn xì, lò rèn trên địa bàn huyện đều đã được công an địa phương đến tận nơi tuyên truyền vận động và yêu cầu ký cam kết không chế tạo hàn xì các loại hung khí, vũ khí gây sát thương như dao kiếm, lưỡi lê, mã tấu. Cùng với đó, tổ chức cho gần 6.000 học sinh ký cam kết không tàng trữ, mua bán, môi giới các loại vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm. Nếu phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất tàng trữ, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương. Đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tối đa cơ hội việc tàng trữ sử dụng các loại vũ khí tự chế của một số đối tượng, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Nội dung này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các cơ sở và người dân. Ủng hộ chứ, có ủng hộ thì an ninh nó mới được coi như là tốt. Đấy, mà toàn dân ai cũng ủng hộ chương trình này thôi, không cứ chỉ riêng nghề nghiệp của chúng tôi. Việc này rất là ý nghĩa và chúng tôi sẽ chấp hành theo. Và tôi cũng tuyên truyền với cả những người làm cùng với tôi là cương quyết không được làm đao, dao và giáo mát. Tuần tra và đặc biệt là tuần tra đêm cũng là một trong những biện pháp được lực lượng công an xã thị trấn tăng cường, nhất là dịp diễn ra SEA Games 31 và dịp cuối năm học, nhằm hạn chế tụ tập đông người, đua xe, đánh bạc hay sử dụng các chất cấm. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm liên kết về đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống camera công cộng đã lắp đặt và camera nhà dân. Do đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những tháng gần đây khá ổn định. Tệ nạn như đánh nhau, trộm cắp là gần như là không có. Và kể cả về cờ bạc là thời xưa là lâu thì có, nhưng mà bây giờ gần như là vài năm nay là không còn nữa. Bản thân tôi đây làm nghề thì đồ xe cộ có những lúc mà quên sư để ở ngoài cũng khóa, nhưng mà sáng dậy vẫn còn. Người dân thì tâm lý là rất là tin tưởng, là phấn khởi. Thời gian tới quán triệt là để cho công an nắm từng hộ, từng đối tượng hình sự, đối tượng ma túy và đối tượng tội phạm khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, thành lập cái tổ án đặc biệt để đấu tranh trấn áp, phòng ngừa ngay tại chỗ. Phát huy tốt các biện pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an huyện Kim Động không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ bình yên cho nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.